ta có một nơi rất là tốt, đảm bảo cuộc sống cho hai chị em cô. Mau tránh xa cái tên mua người đó ra, nếu như cô không muốn trở thành gái lầu xanh. Đa tạ ân nhân. Bảo trọng nha. Đây là Quyền Trân, thợ mới của xưởng mình đó, người mà tỷ vẫn thường hay nhắc tới đó. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cho cả ba người rơi vào một mối quan hệ ngang trái. Tỷ tỷ là ân nhân của muội, muội là người đến sau. Sao giờ này mà chưa thấy Tần Lan nữa ha bà? Hai người. Kẻ mất người được. Tỷ. Mọi sóng gió tỷ bắt đầu. Người ơi. Bà phụ. Căm thù các người. Tỷ có đi chợ mua một cây trâm để tặng cho muội nè. Thật ra cây trâm đó là của một người đàn ông tặng cho Quyền Trân. Đồ lăng loan. Tôi mà không được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng được hạnh phúc. Những uẩn khúc trong mối tình tay ba này sẽ được giải quyết ra sao? Mời quý khán giả đón xem câu chuyện Ngọc Hoàng Nguyên phát sóng vào lúc 19:15 từ thứ Hai đến thứ Tư ngày 15, 16, 17 tháng 1 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.